Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bộ sưu tập ảnh nhé. Mọi người mở phần mềm PowerPoint lên. Mình sẽ chèn ảnh vào trong các trang nhé. Mình sẽ tạo khoảng 10 trang. Mình kích chuột chọn 10 ảnh. Sau đó kéo thả vào trang PowerPoint. Mình sẽ dùng phím Ctrl X và Ctrl V để mình cắt ảnh từ trang đầu tiên sang các trang còn lại nhé. Bây giờ mình sẽ vào Transition. Transition là hiệu ứng cho cả trang. Và mình tạo cho mỗi trang một hiệu ứng nhé. Để cho ảnh chạy tự động, mọi người chú ý góc bên phải màn hình, mình sẽ bỏ chọn On Macolic và kích chọn After. Mình sẽ chọn sau 3 giây nhé. Cứ như vậy, mình cài đặt hết cho các trang. Bây giờ mình trình chiếu nhé.
Chưa có âm thanh đúng không ạ? Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chèn âm thanh chạy xuyên suốt các ảnh nhé. Mình chèn một file nhạc vào trang đầu tiên. Sau đó kích vào mũi tên màu đen bên phải chọn Effect Option. Mình kích xuống phần Effect. Mình chọn phần After là 11 trang nhé. Như vậy mình đã cài đặt bài hát chạy xuyên suốt 11 trang đấy. Bây giờ mình trình chiếu nhé. Mình điều chỉnh phần duration của hiệu ứng để cho bài hát kết thúc một cách hợp lý nhé. Như vậy, mình vừa hướng dẫn mọi người tạo bộ sưu tập ảnh và có bài hát chạy xuyên suốt trong các ảnh đó. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nhé! Với bài tập này, các bạn có thể lưu file dưới dạng PowerPoint Presentation hoặc PowerPoint Show. Hoặc lưu dưới dạng video.